Thưa quý vị, cuộc đàm phán và giải quyết hồ sơ Syria vô cùng khó khăn, tin từ Thổ Nhĩ Kỳ. Dân chúng Syria nghi ngờ khả năng của ông Brahimi sẽ không giải quyết được hồ sơ Syria. Một quan chức trong Hội đồng các phong trào đối lập SNC hôm thứ Ba ngày 18 tháng 9 nói rằng, Đại sứ Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi không thể nào làm ngừng các cuộc tấn công quân sự từ chính phủ Syria. Ông Brahimi đã tiếp xúc và nói chuyện với lực lượng vũ trang tự do Syria FSA nhằm hy vọng tìm được một sự đồng thuận chung. Nhưng dân quân đã không còn tin tưởng và hy vọng gì tới chính phủ Assad có thiện chí giải quyết mâu thuẫn nội bộ bằng giải pháp hòa bình. Hội đồng SNC đã liên lạc các thủ lãnh dân quân nhằm tìm hiểu các cuộc đối thoại với đại sứ Brahimi qua hệ thống Internet Skype. FSA đã không còn một chút hy vọng hoặc niềm tin nào tới chính phủ Assad trong thiện chí sẽ thi hành hiệp định ngừng bắn và sử dụng đường lối ngoại giao để đàm phán chuyển tiếp quyền lực. Dân quân tin rằng cho dù đại sứ Brahimi tìm mọi phương cách giải quyết mâu thuẫn Syria, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ nhận lấy sự thất bại như cựu tổng thư ký Kofi Annan trong chương trình 6 điểm, chẳng những không làm giảm cường độ giao tranh, ngược lại bạo động quân sự tiếp tục leo thang và đẩy quốc gia Syria vào cuộc nội chiến. Đại sứ Brahimi gặp gỡ các quan chức địa phương tại thị trấn Hatay trước khi tiếp tục hành trình thăm viếng trại tị nạn Antinozul. Tại nơi đây, có khoảng 1.000 dân Syria đang lánh nạn. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc tiên đoán, con số tị nạn Syria sẽ gia tăng trong vài ngày tới, vượt qua con số 200.000 và nhu cầu cung cấp thuốc men và thực phẩm trở thành vấn đề cấp bách cần phải giải quyết. Châu Âu và Liên Hiệp Ả Rập quyết định gia tăng gấp đôi các chương trình hỗ trợ lương thực và thuốc men tới các trại tị nạn.